Liên quan đến việc một trường trung học phổ thông ở Bình Định tháo 5 TV trả phụ huynh, mới đây lãnh đạo trường trung học phổ thông số 3 Phù Cát đã khẳng định do ban đại diện cha mẹ học sinh thấy trường khác có TV phục vụ giảng dạy nên tự vận động mua TV cho nhà trường. Sáng ngày 4 tháng 10, ông Nguyễn Văn Phương, hiệu trưởng trường trung học phổ thông số 3 Phù Cát, huyện Phù Cát, xác nhận nhà trường vừa tiến hành tháo 5 TV đã gắn tại các lớp 10 trong trường để trả lại cho ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo ông Phương, giữa tháng 9 vừa qua, ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp trong trường thấy nhiều trường hợp ở các địa phương khác có TV phục vụ giảng dạy nên đã tự đứng ra vận động tiền, mua và lắp đặt 5 bộ TV tại các lớp 10 trong nhà trường. Sau đó, một phụ huynh lên mạng xã hội Facebook phản ánh cho rằng mỗi học sinh phải nộp 200.000 đồng từ đợt vận động trên để mua TV cho nhà trường, gây ra hiểu lầm. Ông Phương cho hay, thực tế việc vận động mua TV là do ban đại diện cha mẹ học sinh tự thực hiện, không phải nhà trường. Tuy nhiên, sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã làm việc với phụ huynh để giải thích và thống nhất, trước mắt tháo các TV ra trả lại. Sau này, phụ huynh muốn tự nguyện lắp đặt lại thì phải làm đúng nguyên tắc, ký cam kết cụ thể. Trong khi đó, theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, việc vận động quyên góp là do ban đại diện cha mẹ học sinh tự ý thực hiện, không phải do nhà trường kêu gọi. Theo nguyên tắc, ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được vận động các nhà tài trợ, không được phép vận động quyên góp từ hội phụ huynh. Trước đó, đầu năm học vừa qua, nhiều phụ huynh phản ánh về việc ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học phổ thông số 3 Phù Cát vận động thu tiền mua TV dạy học các lớp 10 và ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, huyện Phù Cát vận động thu tiền để xây dựng nhà để xe cho học sinh. Trong đó, ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học phổ thông số 3 Phù Cát đã vận động thu tiền mua TV với giá hơn 50 triệu đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang vận động thu được hơn 70 triệu đồng từ phụ huynh. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã mời hiệu trưởng hai trường này họp và chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục theo nội dung phản ánh. Kết quả, trường trung học phổ thông số 3 Phù Cát đã tháo 5 TV gắn trong lớp học để hoàn trả cho ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 10. Riêng trường trung học phổ thông Nguyễn Quang Hữu yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh ngưng vận động tiền quyên góp và hoàn trả tiền cho các cha mẹ học sinh đã tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng nhà để xe cho học sinh. Mới đây, phụ huynh học sinh lớp 4/3 trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, giáo viên chủ nhiệm lớp xin quyên góp tiền để mua laptop. Khi không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, giáo viên này cho biết sẽ không soạn đề cương cho học sinh. Cụ thể, trong buổi họp phụ huynh vào ngày 14 tháng 9, cô TPH, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, ngỏ ý muốn phụ huynh ủng hộ tiền để mua laptop vì cô vừa bị mất máy tính. Theo các phụ huynh tính toán, laptop có giá khoảng 5-6 triệu đồng trên một chiếc. Mỗi phụ huynh hiện đóng góp khoảng 200-300 nghìn đồng trên một người. Số tiền thu được chỉ đủ để cô mua laptop, chứ không đủ để chi cho các hoạt động khác của lớp. Do đó, một số phụ huynh đề xuất đóng 500.000 đồng trên một người. Phụ huynh nào có khả năng thì đóng, không cào bằng và cũng không ép buộc tất cả mọi người phải đóng. Đến trưa cùng ngày, cô H nhắn vào group Zalo của lớp với nội dung: sau buổi họp đầu năm, 29 phụ huynh đã đóng quỹ và hiện có 14 triệu 500 nghìn đồng. Cô đưa bảo mẫu 300 nghìn đồng, đóng tiền quỹ khuyến học 500 nghìn đồng. Hiện cô giữ 13 triệu 700 nghìn đồng, cô mua laptop. Còn bao nhiêu, cô báo phụ huynh và cô xin laptop này luôn. Cô H cũng chụp ảnh hai chiếc laptop và báo giá 5,5 triệu đồng trên một laptop màu xám, 11 triệu đồng trên một laptop màu đen. Đồng thời, cô nhắn sẽ lấy cái màu đen vì tải dữ liệu nhanh, đề nghị phụ huynh hỗ trợ 6 triệu, cô bù 5 triệu. Ngày 16 tháng 9, cô H tiếp tục nhắn nội dung. Hôm thứ Bảy, tức 14 tháng 9, cô có xin phụ huynh hỗ trợ laptop khoảng 5-6 triệu đồng. Cô đã mua máy 11 triệu đồng, thì cô bù vào 5 triệu đồng và laptop này là của cô. Phụ huynh có đồng ý không ạ? Đồng thời, tạo bình chọn trên Zalo đồng ý hoặc không đồng ý để phụ huynh bỏ phiếu. Khi có phụ huynh nêu ý kiến không đồng ý, cô H lập tức hỏi phụ huynh của bé nào rồi khóa bình chọn. Kết quả bình chọn có 26 phụ huynh đồng ý, 3 phụ huynh không đồng ý, 9 phụ huynh không ý kiến. Sau đó cô H nhắn thêm, đã có phụ huynh không đồng ý thì cô sẽ không nhận nhé. Đáng nói, đến ngày 17 tháng 9, cô H tiếp tục nhắn với nội dung. Tối qua và sáng nay cô đã nhận nhiều tin nhắn và điện thoại của phụ huynh năn nỉ cô nhận phần hỗ trợ của lớp. Cô xin nói rõ quan điểm của cô là cô không nhận nha phụ huynh và cô cũng không phải soạn đề cương ôn tập cho các con. Cô thống nhất bài ôn và phụ huynh tự ôn ạ. Đến ngày 24 tháng 9, cô H gửi bản chụp những khoản đã chi sau khi nhận tiền từ phụ huynh. Trong bản này vẫn ghi khoản tiền laptop 6 triệu đồng, loa 2 triệu đồng. Một thành viên trong ban đại diện phụ huynh lớp không đồng ý vì cho rằng các khoản này phải có sự đồng ý của tất cả phụ huynh trong lớp. Sau đó, cô H đã xóa khoản tiền mua laptop và loa, trừ ra một số khoản cô đã chi và bàn giao lại số tiền này cho phụ huynh. Sau khi cô không mua được laptop như mong muốn, học sinh của lớp 4/3 về kể lại với phụ huynh việc các con phải học qua TV quá nhiều. Cô H cho học sinh xem YouTube ở hầu hết các bộ môn, mở lời giải trên TV cho các con chép lại.
nếu học sinh nào không chép kịp sẽ phải bỏ. Với môn toán, cô giáo cho chép câu hỏi trên TV và sách rồi tự làm theo. Cũng có lúc cô mở PowerPoint lên cho các con chép lời giải, chứ không giảng bài. Môn toán cô dạy rất nhanh, nhiều bạn không hiểu nhưng nếu hỏi lại cô sẽ là. Trước tình trạng này, một số phụ huynh trong lớp đã ký đơn xin đổi giáo viên chủ nhiệm hoặc chuyển lớp cho các con. Phụ huynh cũng đã gửi đơn đến Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hướng tốt nhất cho các con. Sáng ngày 28 tháng 9, ông Lê Công Minh, hiệu trưởng trường Tiểu học Trương Dương xác nhận đã nắm được sự việc nêu trên. Hiện tại nhà trường đang giải quyết và làm báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo để xin hướng dẫn xử lý. Ông Minh cũng nói thêm, đây là một sự việc khó giải quyết, mong phụ huynh thông cảm cho nhà trường thêm thời gian để xử lý. Đồng thời lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ làm việc cụ thể hơn vào sáng thứ Hai ngày 30 tháng 9. Tặng quà cho giáo viên là chủ đề khá nhạy cảm trong thời gian qua và gây tranh cãi gay gắt trong dư luận. Vào dịp mùng 8 tháng 3 vừa qua, sự việc một giáo viên yêu cầu phụ huynh học sinh phải tặng quà cho vợ, người yêu của thầy cũng đã khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, đầu năm nhà trường bắt ký cam kết thu quỹ lớp cao nhất 500.000 đồng trên một năm trên một học sinh. Tuy nhiên, các ngày lễ Tết giáo viên chủ nhiệm lại gửi danh sách không thiếu một ai để tặng quà và không đi thì cổ dỗi. Ngày 8 tháng 3, mặc dù là ngày quốc tế phụ nữ, nhưng phụ huynh lớp vẫn phải trích quỹ tặng quà cho cả thầy thể dục để thầy về tặng cho vợ và con gái. Phụ huynh liền thở dài vì không biết quỹ lớp thu để dành cho học sinh hay dành cho ai. Tặng quà cho thầy giáo ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 là có thật và hiện nay vẫn đang diễn ra tại một số trường. Thậm chí có phụ huynh cho biết chỉ biết cười trừ khi quỹ lớp lôi ra tặng quà cho thầy giáo để thầy về tặng cho người yêu. Phụ huynh bày tỏ, giáo viên chủ nhiệm và ban phụ huynh dường như lấy các dịp lễ Tết ra để tặng quà cho tất cả thầy cô trong trường với mục đích nịnh nọt, lấy lòng thì đúng hơn là tri ân đúng người đúng ngày. Thể hiện tấm lòng dành cho thầy giáo là đúng, nhưng tặng quà vào ngày chỉ dành cho phụ nữ thì thực sự hơi thái quá. Liên quan đến câu chuyện này, thầy Hoàng Việt Hùng, một giáo viên dạy ở bậc trung học phổ thông cũng xác nhận về việc tặng quà cho thầy giáo ngày 8 tháng 3 là có thật. Chính thầy cũng từng được giáo viên chủ nhiệm lớp thay mặt ban phụ huynh trao quà. Thầy cho hay đó là ở lớp thầy phụ trách dạy bộ môn. Sau khi hết tiết dạy, giáo viên chủ nhiệm lớp đã đưa cho thầy chiếc phong bì và nói để tặng cho vợ ngày 8 tháng 3. Món quà được ban phụ huynh lớp thống nhất và thể hiện sự quan tâm với giáo viên. Khi đó thầy đã từ chối, nhưng vì đứng giữa lớp mà cứ mãi đưa đẩy chiếc phong bì thì cũng không hay, thầy đành nhận. Hôm sau, thầy sử dụng số tiền này để cho học sinh cả lớp đi ăn chè liên hoan. Cũng theo thầy, sau nhiều năm với cương vị là giáo viên chủ nhiệm, thầy đã xin thôi vì thấy quá áp lực. Thầy cho biết, việc gửi list danh sách những thầy cô cần được tặng quà như vậy không hẳn do bản thân giáo viên chủ nhiệm, mà đó là do phong trào của trường. Trường có 30 lớp, nhưng có đến 28 lớp đều kiểu tặng như thế, mà lớp mình không theo thì không được. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm phải làm thế vì công việc, tránh cho học sinh lớp bị thiệt thòi. Thầy Hùng cho hay, thầy từng đề xuất các ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10, Tết nên bỏ qua việc tặng quà, còn ngày 20 tháng 11 thì tùy tấm lòng phụ huynh tri ân thầy cô. Tuy nhiên, cũng khó thay đổi vì đây là quan điểm riêng của mỗi trường, mỗi cha mẹ học sinh. Thầy nêu quan điểm, không thể thay đổi được tất cả thì bản thân thầy vẫn đi theo quan điểm của mình. Thầy xin phép không tiếp khách và thường hay đi trốn vào những dịp này. Thầy cho rằng cuộc sống mình không giàu nghèo vì món quà đó. Mặt khác, không phải 10 phụ huynh đến tặng quà thầy cô thì tất cả đều thể hiện tình cảm mà ở đó có sự ràng buộc lợi dụng. Thầy không nhận quà để đối xử công bằng với tất cả học sinh của thầy. Chia sẻ về việc tặng quà cho giáo viên nam ngày 8 tháng 3, chuyên gia giáo dục, thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh cho biết điều này là không nên vì ngày 8 tháng 3 dành cho phụ nữ, không phải tặng cho ai cũng được. Giáo viên càng không nên đưa danh sách giáo viên bộ môn cần được tặng quà cho ban phụ huynh. Đây là hình thức vòi vĩnh. Nếu có điều đó xảy ra, thì người có tự trọng sẽ từ chối món quà, gây ra sự lãng phí không cần thiết. Tốt nhất, phụ huynh không nên can thiệp mà hãy để cho học sinh tự tạo món quà xinh xắn đáng yêu tặng thầy cô. Thầy Thịnh cho biết, ở trường vẫn tặng quà vào ngày 8 tháng 3, nhưng món quà đó là cuốn sách, vật dụng có giá trị tiền không lớn, chỉ thể hiện tình cảm của đồng nghiệp nam dành cho nữ. Học sinh thì làm vòng đeo tay, đồ handmade tặng quà cho cô. Thầy nghĩ rằng, đa số giáo viên ở các trường rất ngại khi phải nhận quà từ phụ huynh. Họ không muốn nhận vì sợ sự bất công, ảnh hưởng dư luận xã hội. Còn phụ huynh thể hiện tình cảm chân thật với giáo viên đó, khi đã thay đổi con của họ thì món quà bao nhiêu cũng không là vấn đề. Tặng quà với sự trân trọng, cảm mến thì khác, còn nếu tặng vì sợ con mình bị thua thiệt, vụ lợi, sợ trù dập thì tốt nhất không nên tặng.
Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.